Với phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo hình thức mang thẻ vào chợ, góp phần giảm thiểu số lượng người đi chợ, hạn chế lây lan dịch bệnh, đồng thời giúp lực lượng chức năng điều tra dịch tễ dễ dàng hơn. Nhận thức được điều này, đến nay, người dân thành phố vẫn tuân thủ việc sử dụng thẻ vào chợ với tần suất đi chợ 3 ngày một lần, đồng thời vẫn thực hiện phòng chống dịch. Tại các chốt chợ Mân Thái, lực lượng chốt chặn vẫn thực hiện việc thu thẻ vào chợ màu trắng, kiểm tra kỹ càng thông tin trên thẻ, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho bà con. Người dân ý thức phối hợp với lực lượng thực hiện đồng đều các quy trình trước khi vào chợ. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đà Nẵng TV, tất cả các quầy hàng trong chợ đã hoạt động trở lại. Lượng người đi chợ sáng khá đông, người dân và tiểu thương đều mang khẩu trang. Ban quản lý chợ vẫn thường xuyên túc trực, giám sát việc mua bán, nhắc nhở, giãn khoảng cách tiếp xúc giữa người dân và tiểu thương. Nhưng mà chị cũng thấy là ngoài ban quản lý chợ là người ta cũng đo nhiệt độ, người ta cũng sát khuẩn tay và giữ lấy phiếu đi chợ. Nói chung là người dân phải ý thức việc khẩu trang rồi nói chung thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, người dân phải càng ý thức thêm. Nói chung là tình hình dịch bệnh bây giờ nới lỏng giãn cách rồi, nhưng mà mình phải tự không chủ quan, mình phải tự bảo vệ cho bản thân mình và xã hội. Theo ban quản lý chợ Mân Thái, dù nới lỏng giãn cách xã hội, chợ không chủ quan vẫn đảm bảo nghiêm ngặt việc giám sát ra vào chợ. Buổi sáng, lực lượng chốt chặn làm việc từ 4 giờ 30 đến 11 giờ 30, còn buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 18 giờ. Với trường hợp người dân không mang thẻ và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì ban quản lý chợ kiên quyết không cho vào. Thì nói chung là trong cái thời gian mà dịch phòng dịch COVID-19 thì cái thời gian nó dài, cho nên anh em ở chợ thì xưa nên cũng nhờ cái sự hỗ trợ của các lãnh đạo ban cũng như ủy ban nhân phường thì phối hợp với chợ làm rất là tốt về cái khâu quản lý cái người dân ra vào chợ và rào hết tất cả các cái xung quanh khu vực chợ, chỉ còn hai lối vào. Việc người dân thực hiện nghiêm túc việc mang thẻ vào chợ và các biện pháp phòng chống dịch là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chung tay cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi hoàn toàn COVID-19.